Chào mọi người đã đến với kênh của Huyền Lê nha. Hôm nay Huyền sẽ nói về cái chủ đề mà những nguyên nhân bên trong cơ thể mình nó gây mụn với tình trạng mụn trên chân mày nha mọi người. Nguyên nhân chính bên trong có thể là do gan của mình á mọi người, và mình ăn quá nhiều chất béo và uống quá nhiều rượu bia nha mọi người. Cái cách cải thiện là mình sẽ hạn chế uống rượu bia và hạn chế ăn chất béo nha mọi người. Và cái điều thứ hai Huyền muốn nói là cái nguyên nhân bên trong gây mụn trên mũi của mình có thể là do mình quá căng thẳng và do huyết áp thấp nha mọi người. Cái cách để mà mình cải thiện là mình sẽ thư giãn thật nhiều, ví dụ mình đi mua sắm, thiền định hay là mình đi dạo công viên gì đó cho cái tinh thần của mình nó thoải mái hơn. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Huyền sẽ ra nhiều video hơn nữa để nói về cái chủ đề chăm sóc da và điều trị mụn và cái cách nhận biết da nha mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ kênh của Huyền. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, và nếu mà thấy kênh của Huyền có ý nghĩa thì mọi người nhớ đăng ký và theo dõi kênh của Huyền nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại.